Triệu Nhịp Sống năng động, chung một mạch phát triển đổi mới. Nơi hiện thực hóa ước mơ, được đi, được chạm đến sâu thẳm tâm hồn, được tái tạo năng lượng sống bằng nhiều cảm xúc. Chính là kết quả của hàng ngàn chuyến bay cần mẫn kết nối, hàng ngàn du khách từ lộ trình siêu du thuyền khổng lồ hay những tuyến đường đồ sộ nối liền Bắc Nam, một hành trình của bao thế hệ không ngừng tiếp nối. Trên chặng đường, đồng hành cùng hàng triệu kỳ nghỉ, ngắm nhìn hàng triệu nụ cười hạnh phúc. Nơi vùng đất Khánh Hòa rực rỡ muôn màu. Bạn đã sẵn sàng để chứng kiến thời khắc rực rỡ vào tháng 10 này?